Một chút nữa mà tụi em chơi chật hết là nhiêu đây chị đem về nhà hết luôn á. Đó là tất cả các loại gia vị của Charlie Mac ha. Tất cả luôn. Nhiều khi mình nóng đúng không? Mình dở đó mình mua cái chai đó nó có sẵn về bỏ vô nấu luôn. Bây giờ các bạn sẽ chia ra thành hai đội. Ví dụ bạn này không đôi dài, vậy là cái diện diễn tả không có nói được lên bằng lời. Hiểu chưa? Cái người diễn tả rất là quan trọng để cái người kia hiểu ý. Đi cà trọt lên đây lấy. Rồi ngắm cho kỹ rồi lấy nha, để lấy chật nha. Bây giờ sẵn sàng chưa? Ai là người nếm để diễn tả? Bên này. Rồi bây giờ một người nếm diễn tả cho hai người bên này thấy luôn, chịu không? Round 1. Rồi, nếm. Rồi, đi. Rồi. Thằng áo xanh. Rồi, nó thắng rồi em ơi, nó thắng rồi. Ê, cái thằng áo xanh mà duyên dáng vậy mày. Cái mặt của nó kỳ lắm. Thằng kia té cà mạch, nó đứng nó làm vậy nè. Tới tháo luôn. Cao có lợi thiệt chứ. Quá trời sốc rồi. Rồi bây giờ em lên coi chúng nha. Ê, nhỏ này nó tả ngộ ghê vậy cả nhà. Nó làm vậy nè. Hết rồi. Vậy mà thằng kia cũng hiểu nữa. Bé bé. Nhìn hửi hửi giùm cô Hương nha. Ha ha, hửi ha. Rồi hửi rồi. Rồi. Đây. Dạ chính xác. Chính xác, 1 điểm đem về. Round 2. Chuẩn bị nếm nha, đứng im đây. Rồi hai bạn bước lên. Màu đỏ chuyên té nha. Chính xác. Màu đỏ chính xác xong vô luôn. Ủa sao kỳ vậy ta? Sao màu xanh tôi phải hay vậy? Tức dễ sợ. Dạ cái anh màu xanh dễ thương quá. Dạ anh nhìn giúp chị Phương nha. Coi có đúng không nha. À tương ớt siêu cay, tương cà. Sai. Sai rồi. Đây là tương ớt siêu cay và đây là tương cà. Cho nên hồi nãy chị Việt Phương mới nói là cực kỳ quan trọng. Tại vì tụi em diễn tương cà với tương ớt. Tương ớt tụi em phải làm như nè. Thì rất cay, đúng không? Còn cà chua là rùng rùng mình. Mà em làm có đúng động tác rùng mình. Cái nhà vô lấy chai tương cà. Đối thủ mới sai, vừa lắm. Mê gái. Round 3. Bây giờ tôi đang bệnh, tôi dầm mưa. Rồi giờ tôi ăn cay uống đắng nữa, cho vừa lòng mọi người. Lấy. Ê, cái này thiệt nha, cái này thiệt. Ừ. Trời ơi. Trời ơi, cái này thiệt nha má ơi. Má ơi. Tương ớt siêu cay. Round 4. Rồi, chị nhầm nhầm em này gì? Lẩu nấm. Rồi, đây, lẩu nấm. Rồi, bò kho sốt vàng. Và chai này là lẩu nấm chính xác. Đội đỏ xuất sắc chiến thắng.